Trong chưa đầy một tháng, Bệnh viện Bình Dân ở thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện hai cuộc phẫu thuật phức tạp để thay mới tĩnh mạch chủ dưới, cứu tính mạng hai người bệnh có chồi bứa xuyên thành chiết hẹp tĩnh mạch chủ, cản trở máu về tim. Đáng lưu ý, cả hai trường hợp người bệnh đều được phát hiện bệnh khi khối ung thư xâm lấn và viêm dính phức tạp trong ổ bụng mà trước đó bệnh nhân không hay biết. Gần đây thì có thấy đau ở vùng thắt lưng, mới đi tới khám ở dưới bệnh viện Bà Rịa thì được chẩn đoán là cái u tuyến thượng thận tái phát, thì mới là xin chuyển tuyến về bệnh viện Bình Dân để tiếp tục điều trị, bởi vì lúc trước là cũng đã từng điều trị ở đây rồi, thì cũng được các bác tư vấn và giải thích thì cũng an tâm để các bác điều trị. Không biểu hiện gì hết trơn, thường thường bác sĩ nói là bệnh này biểu hiện là phải đái ra máu nè, rồi nó nhói đau lưng này kia nọ, mà tôi không có mấy biểu hiện đó. Biểu hiện của chú là nó nhức cái chân, nó đau cái chân vậy đó, muốn quỵ vậy á. Ăn uống là cái mỗi lần ăn khoảng 2 chén cơm, thì lúc đó ăn khoảng chừng 1 chén thôi, ăn không thấy ngon. Rồi chiều nó hơi sốt sốt. Khoảng gần 5 ngày là chú đi khám rồi. Thì bác sĩ nói có bú và có nang trong thận, tắc mạch máu, mấy mạch máu ở trong chảy xuống cái giò động mạch chủ gì đó. Bác sĩ cũng hội chẩn nhiều lần rồi, bác sĩ bắt đầu có quyết định mổ. Với hai trường hợp này, ekip phẫu thuật phải vượt qua những thử thách mới và thực hiện những kỹ thuật mới. Chồi bứa xâm lấn chiết hẹp hoàn toàn đoạn thành mạch chủ dưới, buộc các bác sĩ phải thay mới đoạn tĩnh mạch chủ dưới. Một phẫu thuật mà hiện nay, ngay cả trong y văn thế giới, cũng chỉ mới có vài tác giả báo cáo những trường hợp hiếm gặp. Những trường hợp này gần như là cái giai đoạn trễ của ung thư. Trước đây thật sự mà nói, nếu mà vài mười mấy năm trước thì nếu ở Bệnh viện Bình Dân, những trường hợp này thường là đa phần là từ chối mổ, và vì nó gọi là giai đoạn cuối. Thì may mắn là cái trường hợp, hai trường hợp này chúng tôi có một cái ekip, trong đó là có niệu, mạch máu, có tiêu hóa luôn và có luôn cả gan mật, để phối hợp để mà hoàn tất những cái công việc chúng tôi cần phải làm của từng chuyên khoa một. Thì chính vì điều đó mà chúng tôi đã thực hiện những cái mà trước đây chúng tôi tưởng rằng là mình sẽ bỏ đi, mình từ chối mổ. Thì đây là một cái bước đầu thôi, để chúng tôi sẽ có những cái phối hợp đa chuyên khoa để giải quyết những vấn đề càng ngày nó càng phức tạp hơn mà nếu chúng tôi có gặp. Tĩnh mạch chủ dưới là mạch máu lớn trong bụng, dẫn máu toàn bộ cơ thể dưới về tim. Khi bị tắc sẽ gây phù chân và rối loạn huyết động mạch. Bên cạnh đó, khi phát hiện bướu ở giai đoạn sớm, việc cắt bướu bảo tồn thận sẽ rất thuận lợi và tiên lượng rất tốt cho người bệnh, thay vì phát hiện muộn đến khi bướu đã xâm lấn hoặc di căn xa.